Vụ nổ 3 người mất tích, tìm thấy một thi thể. Lãnh đạo huyện Ngọc Hiển cho biết, ngày 19 tháng 1, lực lượng chức năng đã tìm vớt được thi thể nạn nhân NCH, 16 tuổi, ngụ huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Thi thể H còn nguyên vẹn, được phát hiện nổi lên gần khu vực xảy ra vụ nổ. H là một trong 3 người mất tích trong vụ nổ lớn trên sông ở Cà Mau ngày 17 tháng 1. Cho đến nay, các hoạt động tìm kiếm các nạn nhân cũng đã kết thúc. Trước đó, ngày 17 tháng 1, ông NNT, 42 tuổi, cùng NCH, 16 tuổi và TVN, 33 tuổi, buộc quả bom vào xuồng máy rồi đưa qua bờ bên kia sông Cửa Lớn thuộc huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tại đây, nghi vấn họ đã cưa bom dẫn đến phát nổ. Sau tiếng nổ lớn, cả 3 người đều mất tích. Kính thưa quý vị, lãnh đạo Tổng cục Thuế Bộ Tài chính mới đây cho biết, trong 34 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu, có 10 doanh nghiệp nợ thuế, trong đó nhiều đơn vị nợ lên đến hàng nghìn tỷ đồng và phần lớn là nợ thuế bảo vệ môi trường. Cơ quan thuế đang tiến hành biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Chẳng hạn công ty Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.529 tỷ đồng tiền thuế, riêng số thuế bảo vệ môi trường gần 1.250 tỷ đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà nợ 1.780 tỷ đồng. Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu nợ hơn 1.000 tỷ đồng và xin trả dần. Kết luận thanh tra chính phủ hồi đầu tháng 1 năm 2024 cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp đầu mối nợ hơn 6.320 tỷ đồng đến cuối tháng 10 năm 2022. Các địa phương có doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nợ thuế lớn là An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng, Hậu Giang. Cùng đó, nhiều doanh nghiệp đầu mối xăng dầu khai thiếu thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng. Để khắc phục tình trạng này, năm 2024, ngành thuế cho biết sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu về báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2023, cơ quan chức năng đã cấp sổ hồng cho người mua nhà khoảng hơn 22.100 căn, đạt 101% kế hoạch năm 2023. Ước cả năm 2023, nguồn thu cho ngân sách thành phố từ công tác cấp sổ hồng gần 7.800 tỷ đồng. Đồng thời, nguồn vốn phát triển kinh tế thành phố từ giá trị thế chấp, giá trị đăng ký biến động đất, đai đạt hơn 755.000 tỷ đồng. Năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục tập trung giải quyết công việc và phải cho ra kết quả cụ thể. Trong đó, nếu làm tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thì sẽ sớm triển khai các dự án trọng điểm như là rạch Xuyên Tâm, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, cầu đường Nguyễn Khoái, quận 4 qua quận 7, vành đai 2, hai đoạn từ Phú Hữu về đường Phạm Văn Đồng, dự án cải tạo bờ Bắc kênh Đôi, quận 8. Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 15 ngày đầu tháng 1 đạt 29,79 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,6% so với kỳ trước. Ở chiều xuất khẩu, kim ngạch đạt 15,1 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,5% so với nửa cuối tháng 12 năm 2023. Có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên, gồm điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, dệt may. Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1 đạt 14,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,6% so với kỳ trước. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nửa đầu tháng 1 năm 2024, kim ngạch xuất khẩu rau quả của cả nước tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, đạt 229,37 triệu đô la Mỹ, tăng tới 50%. Theo Bộ Công Thương, bức tranh xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn đang ghi nhận những yếu tố rủi ro khi đà phục hồi kinh tế thế giới vẫn khá mong manh. Căng thẳng Biển Đỏ hiện nay cũng gây bất lợi cho Việt Nam trong việc phục hồi xuất khẩu. Thông tin từ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, trong năm 2023, lực lượng chức năng của Công an thành phố đã xử lý hơn 73.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, với tổng số tiền phạt hơn 375 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng công an đã xử lý không có vùng cấm, không có ngoại lệ người vi phạm nồng độ cồn, đặc biệt là đối với công chức, đảng viên, viên chức để nêu gương. Trong năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã xử lý 575 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Những cán bộ vi phạm nồng độ cồn còn bị cơ quan quản lý trực tiếp xử lý kiểm điểm hoặc kỷ luật theo quy định. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho hay, từ việc phát hiện 4 tiếp viên xách tay ma túy, cơ quan điều tra đã phá đường dây ma túy lớn nhất trong lịch sử, dự kiến khởi tố khoảng 500 người. Trong đó, vào ngày 16 tháng 3 năm 2023, lực lượng chức năng đã tìm thấy trong lô tuýp kem đánh răng do 4 nữ tiếp viên hàng không xách tay có hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg cocaine, ketamine.
4 nữ tiếp viên hàng không khai nhận vận chuyển các tuýp kem với tiền công 10 triệu đồng và không biết bên trong có ma túy, sau đó được trả tự do. Từ vụ án này, Công an thành phố Hồ Chí Minh lập chuyên án truy xét và trong ngày đầu tiên đã bắt 36 nghi phạm. Những kẻ cầm đầu được xác định tại huyện Yên Thành, Nghệ An. Nhóm này được xác định đã chuyển chót lọt 6 vụ từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, sau đó chuyển tới thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh để tiêu thụ. Sau 10 tháng truy xét, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá 150 đường dây ma túy liên quan nhiều tỉnh thành có liên quan đến nhóm này. 381 người bị khởi tố, tăng vật thu được là 130 kg ma túy. Cảnh sát cho biết chứng minh được 3.000 tài khoản thể hiện các nhóm này đã giao dịch 22.000 tỷ đồng. Hơn 100 triệu người trên khắp nước Mỹ, tương đương 30% dân số nước này, nằm trong khu vực cảnh báo thời tiết nguy hiểm do cơn bão mùa đông quét qua các bang ở khu vực Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc nước này. Tuyết rơi gây gián đoạn hoạt động giao thông ở một loạt các thành phố lớn của nước Mỹ, trong đó có thủ đô Washington DC và New York. Các chuyên gia dự báo lượng tuyết rơi dày từ khoảng 5 đến 12cm, có nơi dày tới 15cm. Thành phố New York có thể có tuyết rơi dày 5cm. Đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp trong tuần này chứng kiến lượng tuyết dày hơn 2,5cm sau hơn 700 ngày thiếu tuyết. Dự báo cuối tuần này, phần lớn khu vực Đông Bắc nước Mỹ sẽ chìm trong giá rét, đặc biệt nhiều bang thuộc vùng New England có thể ghi nhận nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Cũng theo các chuyên gia, vào cuối tuần này, một cơn bão khác từ Thái Bình Dương có thể sẽ đổ bộ vào bờ Tây nước Mỹ, gây mưa lớn tại nhiều khu vực ở bang California. Iran đã bắt đầu một cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực trải dài từ Tây Nam đến Đông Nam nước này. Cuộc tập trận có tên gọi Người bảo vệ bầu trời Velayat 1402. Với sự tham gia của các đơn vị được lựa chọn trong lực lượng không quân, hải quân và lục quân của quân đội Iran và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực gia tăng sau khi Iran và Pakistan tiến hành các vụ không kích ăn miếng, trả miếng vào lãnh thổ của nhau trong tuần này. Trong diễn biến mới nhất, Islamabad và Tehran ngày 19 tháng 1 đã nhất trí giảm leo thang căng thẳng, song nhấn mạnh hai bên cần giải quyết các quan ngại an ninh của nhau trong tổng thể lợi ích lớn hơn của hòa bình và ổn định khu vực. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản ngày 20 tháng 1 thông báo tàu đổ bộ thông minh khảo sát mặt trăng SLIM của nước này đã đáp xuống bề mặt mặt trăng, đồng thời cho biết đang tiến hành kiểm tra tình trạng hiện tại của con tàu này sau khi được thiết lập liên lạc. Nếu thành công, tàu SLIM đi vào quỹ đạo vào ngày 25 tháng 12 năm 2023 sẽ là tàu vũ trụ đầu tiên của Nhật Bản bắt đầu sứ mệnh tại mặt trăng, tiếp nối các cuộc đổ bộ của Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ lên vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất này. Theo cơ quan nghiên cứu vũ trụ của Nhật Bản, tàu SLIM được thiết kế để thử nghiệm công nghệ tiến hành hạ cánh chính xác trên bề mặt của các vật thể có lực hấp dẫn với độ chính xác chưa từng có, chỉ cách mục tiêu dự định dưới 100m, trái ngược với các tàu đổ bộ mặt trăng trước đây, vốn có độ chính xác trong khoảng vài km đến vài chục km. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản hy vọng rằng sự kiện SLIM hạ cánh thành công sẽ tạo bước chuyển đổi từ kỷ nguyên hạ cánh ở nơi có thể sang hạ cánh ở nơi mong muốn cho các sứ mệnh thám hiểm mặt trăng trong tương lai, có thể bao gồm tìm kiếm nước, yêu cầu hạ cánh chính xác trên những địa hình không bằng phẳng, chẳng hạn như là các bề mặt có độ dốc.